Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Citywatch. Thì hôm nay Citywatch rất vui quay lại với anh em một chiếc Orange Star, một dòng sản phẩm rất là trưởng danh của Nhật Bản. Orange Star thì luôn luôn thành công với những sản phẩm tung ra, và đây là một chiếc nằm trong phân khúc Retrogate cực kỳ danh giá và rất nổi tiếng. Và nhắc tới Retrogate thì anh em cũng đã biết rồi, một trong những dòng sản phẩm mà rất nhiều anh em đều và muốn săn vì cái thiết kế cũng như cái độ đẹp và cái độ hoàn thiện của nó là quá tuyệt vời trong phân khúc của nhà Nhật Bản. Thì đây cái sản phẩm Orange Star Retrogate, ngày hôm nay mình giới thiệu cho anh em một phiên bản màu Demigold, là một trong những phiên bản bán chạy nhất của dòng Retrogate nói riêng và Orange Star nói chung. Rất đẹp, sử dụng những thiết kế lịch lãm và đẳng cấp. Đây anh em, mình sẽ lấy ra cho anh em cùng xem, cùng chiêm ngưỡng chiếc Retrogate màu Demigold đẹp mắt nó thế nào. Đây các bạn, để gần cho anh em cùng ngắm nhé, rất là tuyệt vời. Em này thì có thông số là size 39.5 cùng với cái độ dày lên tay là 14, và độ dài lắp to lắp em này nó sẽ rơi vào là 46. Nó sẽ khá ok cho những em có cổ tay từ 15 cho đến 17 đô lại lên tay chiếc này, rất đẹp mắt. Bây giờ admin sẽ lên tay thử cho anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng về đẹp tuyệt vời của em Retrogate Demigold này. Đó các bạn thấy không, lên tay là cực kỳ sang luôn. Một trong những cái sản phẩm mà sở hữu cái độ sang và cái độ ngầu phải nói là quá tuyệt vời. Đó, từng chi tiết của em Retrogate này có độ hoàn thiện rất là cao, kim, cọc số, dây, niềm và tất cả các phần chi tiết nhỏ nhất đều có độ hoàn mỹ và nói là vô cùng tuyệt vời. Đó, tay mình có cổ tay là 16.5 nên tay rất là gọn gàng và hợp lý. Nhìn em có tay từ 15 cho tới 17 nên tay rất là đẹp các bạn nhé. Đó, đó rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần máy. Máy em này là sử dụng của máy 40A50 với 22 chân kính và cho thời gian chỉ có là 40 giờ. Cái phần thời gian trực cốt thì anh em có thể theo dõi tiện lợi ở góc Power Reset. Góc Power Reset ở góc 12 giờ đây các bạn. Đó, rất là tiện lợi. Thì đối với đồng hồ cơ thì mình sẽ ưu tiên những chiếc đồng hồ có cái Power Reset, thì nó sẽ giúp cho anh em sử dụng chiếc đồng hồ nó trở nên thuận tiện hơn trong vấn đề mình sinh hoạt các bạn. Đó. Rồi cái về phần máy này thì cũng có đầy đủ những tính năng ưu việt của đồng hồ cơ. Lên có tay, đó, lên có tay ở normal position, lên có tự động, có bánh đà đây và có key stop các bạn nha. Đây, về phần chỉnh ngày giờ và thứ thì khá là tiện lợi. Mình sẽ chỉnh cho anh em xem. Kéo ra nắp đầu tiên, xoay ngược chiều kim đồng hồ, anh em sẽ chỉnh được cái góc lịch ngày, góc 9 giờ đây. Đó, rất là chủ động. Và cái lịch Retrogate thì mình sẽ xoay ngược lại. Đây, một trong những cái đặc trưng của dòng sản phẩm này gọi là Retrogate tính năng ngược dòng. Khi anh em chỉnh cái kim về chủ nhật thì nó sẽ đổ tự động bắt về thứ hai. Đây các bạn, rất là đẹp, một trong những cái mình đánh giá rất là hay về cái hiệu năng và thiết kế của dòng sản phẩm này. Cái này thì cũng được nhà sản xuất bố trí một ô rẽ quạt đặc trưng của dòng Retrogate. Đó, về phần chỉnh giờ thì anh em kéo ra thêm nấc nữa, anh em sẽ chỉnh giờ thôi, có hai cái stop nó sẽ can thiệp. Đó, chỉnh giờ rất là đẹp. Phần kim lưỡi kiếm Dolphin và nó là đạt độ hoàn thiện rất là cao, nó sẽ giúp cho em Retrogate này đạt tới một cái độ đẹp và nó là đỉnh cao luôn, nhìn vô các bạn sẽ bị mê hoặc ngay. Ok, xong anh em đóng lại nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi vào phần mặt Dio, và Dio của em Retrogate Demigold này. Anh em để ý thì sẽ thấy là cái phần mặt Dio này nó sẽ làm theo kiểu màu trắng, hơi trắng kem các bạn. Trắng kem, và nó sẽ có những cái đường Dio, đường vân chạy tia theo kiểu lượng sóng ở đây. Anh sẽ thấy là một trong những cái kiểu thiết kế mình đánh giá rất cao. Nó sẽ làm cho chiếc đồng hồ trở nên vô cùng lịch lãm và sang trọng. Đó. Rồi, về góc 12 giờ là góc rẽ quạt Power Reset rồi, góc 9 giờ là ô lịch ngày, góc 6 giờ là ô lịch Retrogate nổi tiếng rồi, góc 3 giờ là dòng chữ Orange Star cùng với logo chết đặc trưng của dòng sản phẩm, và 12 cọc số này là 12 cọc số nổi 3D, các bạn sẽ thấy nổi 3D màu vàng rất đẹp các bạn. Đó, riêng góc 12 giờ, 3 giờ và 9 giờ là cọc số đôi. Đó, tất cả những cọc số thì cũng được hãng sản xuất có làm lumen ở từng điểm. Đây, các chấm này là chấm lumen các bạn nha. Và ở phần kim, bộ kim Dolphin lúc nãy mình có nhắc rồi, nó sẽ làm cho chiếc đồng hồ trở nên vô cùng cơ bắp và đẹp mắt. Và phần kim này thì cũng không ngoại lệ, có phần lumen trên phần kim luôn, rất là đẹp. Chỉ dừng lại ở đó thì em này sẽ được hãng sản xuất ưu ái bố trí một chiếc kính sapphire nhưng mà nguyên khối các bạn nha. Sapphire nguyên khối rất là đẹp, đặc biệt nó sẽ làm cho chiếc đồng hồ này trở nên rất là tiện lợi và đẹp mắt. Phần kính này thì nó sẽ ưu việt hơn so với phần kính sapphire, thì nó sẽ tăng khả năng chống trầy và chống va đập tốt hơn so với kính tráng sapphire các bạn nha. Đó, kính sapphire nguyên khối chống trầy của dòng sản phẩm này. Rồi em này thì có phần niềng là niềng thép không gỉ, đó, là được làm hai chi tiết là phay xước và phay bóng. Phay xước đây đánh đất satin rất là mịn. Trên phần viền benzo là được mạ tông màu Demigold rất là đẹp.
đó, rất là đẹp. Về phần mặt sau khe bass là được phay bóng đó. Về phần cái nấm chỉnh giờ là được phay xước và mã màu BBD Gold cùng với các logo chết đặc trưng của thương hiệu đó. Rồi về phần dây thì em này sử dụng phải sợi dây thép đúc đặc không gỉ 36 giờ. Các bạn sẽ thấy được cái độ hoàn thiện của phần dây của em trong sản phẩm Rojo Gay này rất là cao ạ. Đó, dây đúc đặc rất là cao, các chi tiết làm cái độ hoàn thiện rất là tốt. Ở dây này thì sử dụng là được hai sản xuất là bố trí 4 cái chỉ phay xước và 3 cái chỉ phay bóng, nó nằm song song với nhau và tạo một cái tông màu Demi Gold hoàn hảo. Rất là đẹp. Nhìn dây này anh em sẽ biết ngay chính là dòng sản phẩm Rojo Gay đặc trưng và trữ danh. Rồi về phần khóa thì khóa này là có gập và một đầu có logo GS đặc trưng của Orange Star, và chắc chắn rồi đây là một sợi phần khóa đúc các bạn nha, đúc đồ hoàn thiện rất là tốt. Phần khóa đúc này nhìn cực kỳ chắc chắn và sang trọng luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về nắp, phần nắp lưng. Nắp lưng của em Rojo Gay này thì phải nói là bá đạo rồi, đẹp tuyệt vời, ở máy hoàn toàn. Nên anh em thấy được là chi tiết phần bánh đà có khắc logo của Orange Star, dòng chữ Orange Star Japan được làm nổi màu vàng rất là đẹp. Trên cái bát dạng nan soi này thì cũng được hãng có khắc những cái thông số mà hãng đề ra đây. Đầu tiên là thân thép không gỉ này, máy của Epson Seiko nổi tiếng này, đặc biệt là Orange Star luôn luôn là những chiếc đến từ Nhật Bản nội địa, máy Japan. Máy là đây, thông số của máy, thông số của key, độ chống nước của Rojo Gay thì rất là cao, 13, nên em thể thoải mái đi mưa rửa tay các bạn nha, thậm chí có thể đi bơi rất là tốt. Mặt nắp lưng rất là đẹp và nó có sự bo thế này này, anh em rửa nó có sự bo tròn thì anh em lên tay nó rất là tiện lợi, không bị cắn tay. Kính này cũng là kính sapphire luôn đó, rất là ngon. Ok, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay. Em này thì có mã số là SDA0001W0, một chiếc phiên bản nội địa của Nhật, nhà Orange Star. Em này thì có mức giá ngoài hãng thì nó sẽ rơi vào đâu đó là khoảng 19 triệu các bạn, khá là cao. Nhưng tại thì CWAT đã may mắn săn về cho em chiếc sản phẩm này với một giá vô cùng tuyệt vời, thì chỉ đâu đó là 10 triệu rưỡi thôi. Về mức giá chi tiết thì em sẽ tham khảo và cập nhật bạc pin để phần mô tả bên dưới các bạn nha. Ok, nếu anh em là thích em Rojo Gay Demi Gold, một trong những chiếc bán chạy nhất của dòng sản phẩm này, thì hãy gọi ngay một shop live admin là 0938777234, hoặc thể nhắn tin qua Zalo IMS được admin tư vấn để mua em nó ngay các bạn nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatt. Nếu anh em nào thấy hay thì vừa ấn like và subscribe kênh đăng ký của CityWatt, và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatt sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.